Xin chào quý vị, bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bà Châu Lake. Chúng ta đang được sống trong những cái không khí rất là rộn ràng để chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền của người Việt Nam, Tết âm lịch năm 2021. Và trong cái không khí rộn ràng này thì những cái không khí mua sắm tại Bảo Châu Lake cũng trở lên nóng hơn, nhiệt hơn rất là nhiều. Và hiện tại thì chúng tôi đang rất là gấp rút để có thể hoàn thiện những công trình karaoke gia đình cho toàn thể các bạn trên toàn mọi vùng miền của đất nước Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn là tại Bảo Châu Lake đang có rất là nhiều những dòng sản phẩm mới được cho ra mắt vào những ngày đầu năm dương lịch 2021 này. Và một trong số đó mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là một trong những chiếc âm ly kỹ thuật số đến từ thương hiệu BK Sound. Đây là một trong những dòng sản phẩm của công nghệ của tương lai mà nó rất phù hợp với những khách hàng đang muốn đầu tư một bộ dàn karaoke tầm trung để phục vụ gia đình, mang tính gọn nhẹ, hiệu quả cao mà cái mức giá thành thì rất là tuyệt vời. Hiện tại thì đây là một trong những sản phẩm có cái mức công suất rất là vừa phải để quý bạn có thể phối ghép trong một bộ dàn karaoke gia đình. Mẫu này là mẫu BK Sound DK5500. Và trước đây thì quý bạn đã biết rồi, sản phẩm DK8500 và DK6500 đã rất là được rất nhiều khách hàng đưa chuộng và lựa chọn trong bộ dàn karaoke gia đình. Tôi sẽ đập hộp cái sản phẩm này cùng quý bạn xem tất cả cái hình dáng thiết kế ở bên trong chiếc DK5500 này nhé. Thùng DK5500 thì nó vẫn thế thôi, vẫn là một cái thùng thiết kế trông rất là thời thượng. Và bên trong vẫn là một tấm xốp bảo vệ này. Phụ kiện đi kèm theo thì vẫn là một catalog về sản phẩm của DKA này, của BK Sound. Một dây nguồn, một dây kết nối với máy tính, một đĩa CD để chúng ta có thể cài phần mềm trên máy tính, hai cái chống năn để chống năn mic này. Đương nhiên rồi, có chống năn thì phải có tai mic đúng không ạ? Gồm theo đó là hai cái tai mic rất là xịn của hãng BK Sound. Đó, giống hệt phiên bản 8500 và 6500 nhá. Cái này thì tôi sẽ không nói quá nhiều nữa. Ok, ngoài ra sẽ có thêm một cái điều khiển từ xa để các bạn có thể điều khiển cái sản phẩm này. Và còn nữa, đó là hai cái anten để có thể giúp cái tín hiệu đường truyền cho mic tốt hơn, ổn định hơn. Và đây là sản phẩm DKA 5500. 5500 thì đây là dòng sản phẩm âm ly kỹ thuật số của tương lai, âm ly tích hợp tất cả trong một, với cái mức công suất là 250W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Rất là phù hợp để quý bạn có thể phối ghép với một cặp loa bát 25. Ngoài ra thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều các công nghệ hiện đại như là Bluetooth này, HDMI ARC này, kết nối cổng quang này, hỗ trợ xem phim 4K và có thể đọc được cả USB. Thiết kế thì nó không có gì khác biệt với cái mặt phía trước này, bằng kim loại. Đó, quý bạn có thể thấy ngay, bo tròn rất là đẹp. Lớp sơn thì đối với này DKA 5500 nó cũng có hai tùy lựa chọn màu sắc, đó là màu đen và màu silver. Logo thương hiệu BK Sound được dập nổi màu trắng ở trên nền màu đen rất là đặc biệt này, DKA 5500. Cổng kết nối máy tính tích hợp sẵn ở đây, một cái phần vị trí IR. Cái đây là mắt cảm biến để quý bạn có thể dò tần số tai mic, chúng ta sẽ dơ vào đây nhá. USB, đọc USB này. Một màn hình cảm ứng rất là to được tích hợp ngay phía mặt trước để quý bạn có thể sử dụng những cái chạm tay của mình vào đây để hiệu chỉnh chiếc vang, chiếc âm ly kỹ thuật số này. Bởi vì trong chiếc âm ly này nó tích hợp sẵn một cái mạch gọi là mạch DSP dạng số. Chúng ta có thể vừa can thiệp bằng máy tính, vừa can thiệp bằng tay, rất là dễ dàng. Phía bên này thì nó đơn giản thôi, nó sẽ chỉ có một cái nút tắt bật nguồn và một cái dòng chữ về sản phẩm này ở ngay đây. Đó. Phía sau khá là đơn giản. Cái thiết kế đó là hai cầu lối ra loa, cầu A và cầu B như các bạn có thể thấy ngay, với cực đỏ là cực dương và cực đen là cực âm, để có thể chơi một cặp loa rất là tốt này. Vị trí cắm nguồn điện vào này, và quý bạn có thể thấy được ngay, đây là cái phần mạch của mic. Đó, mạch của mấy bộ mic không dây được tích hợp sẵn này, BK Sound tai mic rất là xịn. Đó, hai vị trí bát anten. Cái mạch mic này thì quý bạn có thể tháo rời ra được nhá, rất là dễ dàng để tháo rời ra. Nếu mà trong cái trường hợp mà không may nó có lỗi thì chúng ta có thể tháo rời đi sửa chữa được bình thường. Ngoài cái việc là tích hợp mic, bộ mic sẵn thì nó có thêm hai cái cổng mic để quý bạn có thể bắt cắm thêm mic vào đây. Đó, và hai cái đường gain chỉnh. Các đường tín hiệu vào là các đường analog thì gồm đường DVD và VOD này. Các đường out tín hiệu nó cũng bằng analog luôn. Và có cả một đường tín hiệu cổng quang ở đây. Đó, để quý bạn có thể lấy tín hiệu chuẩn nhất bây giờ. HDMI out in và HDMI ARC. Đó, được tích hợp bên dưới này. Một phần nữa ở chiếc âm ly kỹ thuật số này nó vẫn sử dụng một cái mạch class AB, một trong những mạch class mà đem lại cái hiệu năng rất là tốt, thường áp dụng trên những cục đẩy công suất và nó được đưa vào chiếc âm ly kỹ thuật số này. Với DKA 5500
Quý bạn có thể thu nhỏ rất nhiều thiết bị làm một mà đem lại cái hiệu quả rất là cao. Chất âm của sản phẩm này sẽ như thế nào thì xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh trải nghiệm trong một bộ dàn karaoke có sự kết hợp của chiếc âm ly kỹ thuật số BK Sound DKA 5500. Và chỉ với 7.690.000 đồng là quý bạn có thể sở hữu ngay một chiếc âm ly thế hệ mới, chiếc âm ly của tương lai với nhiều công nghệ hiện đại, nhiều cải tiến và đặc biệt nó rất là nhỏ gọn, tích hợp all in one, tất cả trong một, giúp chúng ta có thể trải nghiệm những âm thanh, giúp chúng ta có thể trải nghiệm một hệ thống âm thanh gọn nhẹ mà đem lại hiệu quả cao, có những giây phút thư giãn bên gia đình mình, đặc biệt là vào dịp Tết đến xuân về. Nếu như các bạn yêu thích dòng sản phẩm âm ly kỹ thuật số đến từ thương hiệu BK Sound, modem DKA 5500, có thể liên hệ ngay tới số hotline của Bảo Châu Lex là 19000255 hoặc truy cập website bảochaulex.com để có thể đặt hàng ngay từ bây giờ. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, Đức Anh xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!